Chào mừng các bác đã quay trở lại video của em ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép giúp dụng cụ nông nghiệp xin được gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe đến toàn thể các bác, toàn thể anh em có niềm đam mê làm vườn, làm cây cảnh bonsai trên mọi miền Tổ quốc. Ngày hôm nay shop em sẽ giới thiệu tới các bác về cái mẫu kéo cắt cành cầm tay nhập khẩu từ Nhật Bản Onozoshi. Đấy. Thì trước khi đi vào phần chính của video, em cũng xin nói qua về cách thức mua bán cũng như là giao dịch ở bên shop em. Thì shop em ở Bắc Giang, bác nào ở gần có thể đến trực tiếp cơ sở bên em xem hàng cũng như là mua hàng trực tiếp luôn. Thế còn bác nào ở xa thì các bác alo số điện thoại em để ở góc của video. Thì bên em nhận giao hàng, ship code COD, nhận hàng các bác được quyền kiểm tra hàng thoải mái này, đúng như mẫu mã em quay quảng cáo trên video đây, thì các bác mới phải thanh toán. Còn ngoài ra các bác không phải chịu bất cứ một cái khoản chi phí vận chuyển nào cả. Thì shop em là cơ sở chuyên cung cấp các cái vật tư về ngành nông nghiệp, các cái dụng cụ làm cây cảnh bonsai. Thì bác nào có nhu cầu tham khảo hãy cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại em để ở góc video nhé. Bên em sẽ có nhân viên tư vấn cho các bác. Đây. Chi tiết của cái cây kéo Onozoshi thì các bác thấy là được đóng trong hộp gỗ này. Đấy, với các dòng chữ này, có cả dấu đỏ luôn nhá bác nhá. Đấy, rất là xịn sò luôn. Được đóng bằng hộp gỗ. Và điều bất ngờ bên trong này các bác này. Nó xịn sò chưa? Rất là ok luôn. Các bác phải được cầm cây kéo này trên tay thì các bác mới cảm nhận được nó xịn sò như đến như thế nào. Đây các bác này, em sẽ bỏ cây kéo này ra. Và hôm nay em sẽ test luôn cho các bác luôn. Rất là xịn sò các bác ạ. Khi mua hàng thì các bác được tặng thêm một cái lò xo nữa đây nhá các bác nhá. Được tặng kèm vào bên trong này. Khi nhận hàng thì các bác cứ kiểm tra hàng giúp em. Đúng như là đầy đủ phụ kiện và đúng như trên video em quay thì các bác mới phải thanh toán. Đó, giờ em quay em test luôn cho các bác này. Các bác thấy ở đây là tổng quan về cái cây kéo Onozoshi. Được nhập khẩu từ Nhật Bản nhé các bác nhé. Hàng rất cao cấp luôn này. Và đây, đây là phần tay cầm này. Đây là phần tay cầm. Cái cây kéo này được làm bằng thép đúc nguyên khối nha các bác nhé. Đấy, được làm bằng thép đúc nguyên khối rất là cao cấp luôn. Đấy, đây là cái phần tay cầm đây các bác này. Đấy, được bọc một cái lớp da. Một cái lớp da bò rất là xịn nha các bác nhé. Đây các bác có thể thấy này. Đây. Cái phần này, phần da này để giúp các bác khi các bác cầm cái cây kéo này này. Nó rất là êm tay và nó không bị trơn khi mà các bác sử dụng một thời gian cầm kéo để các bác sử dụng trong cắt cành. Đấy, tỉa bonsai, nó không bị trơn trượt nha các bác nhá. Đấy. Ở đây cũng có dòng chữ đây các bác này. Đấy, hàng của Nhật cao cấp nha các bác nhá. Đấy, da bò luôn. Ở đường phần cuối cái phần tay cầm là cái phần chốt. Khi các bác sử dụng các bác chỉ cần hơi bóp vào một chút này, các bác gửi cái chốt này ra thì đó. Đây là phần chốt các bác ạ và đây là cái phần chốt giữ để hai cái phần lưỡi kéo này nó được liền được khớp với nhau nha các bác nhá. Đây, phần chốt này được thiết kế là chốt có ốc đấy, để khi các bác sử dụng khoảng 2 đến 3 năm nó bị lỏng lưỡi kéo ra thì các bác lấy cái cờ lê giúp em nhé, các bác vặn vào nó lại chắc như thường. Đấy, lại chắc như lúc mới luôn. Đấy, và đây là cái phần lò xo này các bác này. Đấy, và khi mua hàng bên em ấy thì bên em đã tặng kèm cho các bác một cái lò xo rồi. Thì khi sử dụng đến 3 năm nó mà bị đến tầm khoảng thời gian là 3 năm nó bị nhã lò xo, các bác chỉ cần bóp vào các bác thay lò xo đi. Các bác lắp cái lò xo bên em đã tặng kèm cho các bác nhá. Đấy, các bác lắp vào đây này. Rất là đơn giản thôi. Đó, thế là xong. Thì cái lò xo này giúp trợ lực cho các bác nhá. Đấy, khi các bác bóp cái kéo này vào này, các bác nhả ra nó tự động nhả này. Đấy, để nó trợ lực cho các bác cắt rất là êm ái nhá. Và đây là phần lưỡi. Thì cái phần lưỡi này là được làm bằng cái chất liệu thép cao cấp từ Nhật Bản, đã qua cái quá trình mài giũa đánh bóng này các bác này. Đây là cây kéo nhà em đã sử dụng khoảng 3 năm rồi. Thì nhà em thật sự là rất là bận, sử dụng xong thì cũng không có thời gian để vệ sinh luôn. Thế đâm ra là cái nhựa cây nó bám vào đây chứ không phải nó bị han gì đâu các bác nhé. Xong em test kéo luôn cho các bác, các bác biết cái độ sắc bén nó như thế nào. Và đây là cái dòng chữ Onozoshi của Nhật nha các bác nhé. Đấy, hàng của Nhật. Và bây giờ em sẽ test kéo luôn cho các bác này. Các bác nhìn này. Các bác có nghe thấy gì không ạ? Các bác có nghe gì không ạ? Trời ơi, rất là ngọt luôn. Đây, một cái cành cây khoảng bằng ngón tay trỏ của em nhá. Rất là ngọt. Cái vết cắt này các bác này. Cái vết cắt này. Vết cắt này. Vết cắt này. Vâng, đấy các bác có nghe thấy tiếng gì không ạ? Các bác nếu nghe thấy cái tiếng cắt nó có ngọt hay không, các bác hãy comment giúp em. Các bác tham gia
để em rút kinh nghiệm đánh giá chấm điểm với cây kéo này nhé. Các bác hãy bình luận ở bên dưới cho em nhé. Vâng, cảm ơn các bác. Thì vừa qua em đã giới thiệu với các bác về cây kéo Onoroshi, hàng nhập khẩu từ Nhật Bản. Đấy thì bên cạnh cái sản phẩm là cái hàng kéo cắt cành cầm tay Onoroshi hôm nay em giới thiệu với các bác, thì bên em là cơ sở chuyên cung cấp các cái dụng cụ, các cái vật tư về ngành nông nghiệp. Đấy, làm cây cảnh bonsai. Hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại em để ở cái góc video. Bên em sẽ có nhân viên tư vấn cũng như là chốt đơn cho các bác nhé. Video của em đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.